Tại hội thảo khoa học đánh giá bước đầu thực hiện nghị định của chính phủ về việc mang thai hộ, thì một số đại biểu đã đề xuất thêm trường hợp được mang thai hộ là các cặp vợ chồng mà đã có con chung nhưng những đứa trẻ lại bị tật nguyền. Luật hiện hành chỉ cho phép các cặp vợ chồng hiếm muộn chưa có con chung được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ. Tuy nhiên thực tế nhiều cặp vợ chồng có con chung nhưng con bị tật nguyền, tàn tật, trong khi người vợ không còn khả năng mang thai nhưng vẫn có noãn và người chồng vẫn có tinh trùng bình thường. Nếu được nhờ mang thai hộ để sinh thêm một con thì cũng phù hợp. Năm 2015, cả nước có gần 100 hồ sơ mang thai hộ. Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện 46 ca và Trung tâm hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện 19 ca. Dự kiến trong tháng 1, em bé đầu tiên sẽ chào đời bằng kỹ thuật mang thai hộ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.